Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Hôm nay, xét xử phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 34.000 tỷ. Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Hết lo kỷ luật, nhiều như thế lấy ai để làm việc? Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc ông Đặng Anh Quân liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng không dung dưỡng hành động trái luật. Xét xử phúc thẩm vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi 34.000 tỷ. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi ra xét xử phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của 19 bị cáo, kháng cáo của bị đơn dân sự và của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, nguyên đơn dân sự là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, VEC. Bị đơn dân sự được xác định là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, Công ty Cổ phần Sienco 1, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, Công ty Cổ phần Sienco 5, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6, Công ty Cổ phần Sienco 6, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Giao thông 1, Chico, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sienco 4, Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà, Công ty Cổ phần, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Công ty Cổ phần. Ngoài ra còn có Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, Công ty Tuấn Lộc, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, Công ty Phương Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thành Phát, Công ty Thành Phát, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Công, Công ty Đông Mê Công. Phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Mai Anh Tài ngồi ghế chủ tọa. Trước đó vào đầu tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt hai đời Phó Tổng Giám đốc VEC, ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, phụ trách dự án giai đoạn từ đầu năm 2015 đến 25 tháng 4 năm 2017, và Lê Quang Hào, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, giai đoạn từ 25 tháng 4 năm 2017 đến ngày 18 tháng 1 năm 2018, lần lượt mức án 7 và 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Takao Inami, quốc tịch Nhật Bản, tư vấn trưởng, giám đốc văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, được hội đồng xét xử cấp sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự. Theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, gây bức xúc xã hội, vi phạm các quy định về đầu tư, xây dựng công trình. Các bị cáo đều là những người có năng lực, trình độ, có trách nhiệm đầy đủ nhưng đã không tuân thủ các quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào trong quá trình tổ chức thi công, dự án cao tốc Đà Nẵng đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được sao, không có giải pháp kiểm tra chất lượng công trình, dẫn đến công trình chất lượng không đảm bảo. Dù vậy, hai bị cáo vẫn ký cấp biên bản nghiệm thu công trình, thực tế công trình dự án không đảm bảo chất lượng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của ông Nguyễn Mạnh Hùng và đồng phạm gây thiệt hại và phải chịu trách nhiệm với số tiền hơn 422 tỷ đồng. Hành vi của ông Lê Quang Hào cùng đồng phạm đã gây thiệt hại và chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 389 tỷ đồng. Loạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng. Kính thưa quý vị, vấn nạn mua bán thông tin cá nhân trên mạng đang diễn ra công khai, thách thức luật pháp. Thời gian gần đây, Bộ Công an và Công an các địa phương liên tục cảnh báo người dân không được mua bán trao đổi để lộ thông tin cá nhân, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu để tránh việc bị các nhóm tội phạm lợi dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, trên thực tế, vấn nạn mua bán căn cước công dân, chứng minh nhân dân diễn ra rất công khai, thách thức luật pháp. Vào cuộc điều tra, phóng viên ghi nhận gần đây trên Facebook xuất hiện nhiều trang hội nhóm như là mua bán tài khoản ngân hàng, ATM, tài khoản ngân hàng, chuyên thu mua căn cước công dân, chứng minh nhân dân, cũ người mới ta cùng căn cước công dân, công khai mua bán trao đổi giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu. Phù phép làm thẻ ngân hàng từ căn cước công dân, chứng minh nhân dân mua bán. Không chỉ mua bán căn cước công dân, chứng minh nhân dân mà các dịch vụ lập tài khoản, thẻ ngân hàng từ thông tin cá nhân được mua bán trên mạng xã hội cũng đều diễn ra công khai. Ngày 20 tháng 6, từ thông tin đăng trên nhóm mua bán tài khoản ngân hàng, chúng tôi liên hệ với tài khoản tên Kiều Anh để yêu cầu làm thẻ ngân hàng. Kiều Anh cho biết có 3 loại giá 1,5 triệu, 2,5 triệu và 3 triệu đồng một thẻ và đây là giá dịch vụ bao trọn gói. Khách chỉ cần gửi số điện thoại để xác nhận mã OTP và tên đại diện tài khoản bất kỳ khách muốn. Còn lại bên em sẽ làm hết từ A tới Z, vài phút là có tài khoản ngân hàng, sử dụng vào mục đích gì tùy khách, em giao tài khoản là hết việc, Kiều Anh nói. Theo Kiều Anh, phía người này có sẵn rất nhiều chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác, nên việc lập tài khoản thẻ ngân hàng rất dễ dàng.
loại 1,5 triệu đồng là tài khoản online có hạn mức từ 100 tới 200 triệu, khi giao sẽ có SIM và chứng minh nhân dân, căn cước công dân kèm theo. Loại 2,5 triệu là loại chọn gói bao gồm thẻ ngân hàng, SIM và chứng minh nhân dân, căn cước công dân, tài khoản Kiều Anh tư vấn. Tiếp đó chúng tôi liên hệ với tài khoản có tên là Vũ Hiệu để hỏi mua tài khoản, thẻ ngân hàng thì người này quay clip gửi cho chúng tôi xem có hàng nghìn bộ chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Vũ Hiệu cho hay đã mua số chứng minh nhân dân, căn cước công dân từ khắp nơi, mỗi ngày mở vài trăm thẻ, tài khoản ngân hàng để bán cho khách có nhu cầu. Tôi vừa lập kỷ lục mở tài khoản ngân hàng chưa đến 3 phút với căn cước công dân của người có tên là Lý Xuân Hùng, 22 tuổi, quê Hà Nội mà tôi mua được trên mạng. Vũ Hiệu khoe thêm. Người này còn chụp hình tài khoản ngân hàng vừa mở thành công với căn cước công dân của Lý Xuân Hùng chuyển cho chúng tôi xem để lấy lòng tin. Tài khoản Vũ Hiệu còn tự nhận mình là bậc thầy trong các phương thức lập tài khoản, thẻ ngân hàng từ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, người khác. Tôi có mở lớp nhận dạy nghề mở tài khoản ngân hàng, mở thẻ ATM trên chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người khác với giá 3 triệu đồng một khóa học. Người này khoe thêm. Để thuyết phục chúng tôi, Vũ Hiệu yêu cầu cung cấp số điện thoại để người này lập tài khoản ngân hàng. Gần 5 phút sau khi cung cấp số điện thoại cho Vũ Hiệu thì điện thoại chúng tôi nhận tin nhắn từ ngân hàng VA với nội dung dịch vụ Internet và Mobile Banking của quý khách đã được đăng ký thành công, mật khẩu đăng nhập đó là UWHKH. Ngày 22 tháng 6, chúng tôi kết nối với một người tên là Huỳnh Vũ Long, ngụ ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, được cho là cao thủ mở thẻ ngân hàng từ thông tin cá nhân người khác để đặt mua một tài khoản ngân hàng. Long cho hay, chỉ từ hình ảnh căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân là có thể dễ dàng mở một thẻ ngân hàng tùy ý. Tôi bán tài khoản này giá 2,5 triệu đồng, hàng của tôi chất lượng, toàn tài khoản định danh có hạn mức 5 tỷ đồng. Để trấn an khách hàng, Long cho hay, yên tâm, tôi mở bằng hình ảnh, thẻ từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Vì vậy, khi giao thẻ ngân hàng cho ông, tôi sẽ giao luôn SIM kích hoạt và chứng minh nhân dân, căn cước công dân, không giữ lại gì cả. Long còn khoe đã bán hàng trăm thẻ ngân hàng theo cách này và tỏ ra am hiểu. Tài khoản này để nhận 3 cái tiền phạm pháp chứ gì, tôi dành quá mà, làm nhiều rồi nên yên tâm. Hết lo kỷ luật nhiều như thế, lấy ai để làm việc? Kính thưa quý vị, tiếp xúc với cử tri Hà Nội ngày 23 tháng 6, Tổng Bí thư nhắc lại câu nói, kỷ luật nhiều như thế, lấy ai để làm việc? Câu nói này xuất phát từ một vị lãnh đạo Quốc hội trước đây và từng gây xôn xao dư luận. Và đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có câu trả lời rõ ràng, không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý. Quan trọng là phải chọn đúng cán bộ thay thế, phải làm thật chính xác, chín chắn, không được vội vàng. Tổng Bí thư cho biết tới đây, Trung ương sẽ tổng kết 10 năm chống tham nhũng, đó là cột mốc để đánh giá, rút ra bài học để chúng ta đi tiếp. Hành trình chống tham nhũng. Có thể thấy những năm tháng Đảng phát động chống tham nhũng là cả một chặng đường chông gai. Từ Nghị quyết 6 lần 2 ngày 2 tháng 2 năm 1999 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng đã chỉ rõ tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Trước đó, Đảng đã xác định 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, trong đó có nguy cơ tham nhũng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, mãi đến đại hội nhiệm kỳ 12, chúng ta mới đẩy mạnh công tác chống tham nhũng lên một bước mới. Bước ngoặt của cuộc đấu tranh này, hay cụ thể hơn là phát súng đầu, chính là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh. Từ ông Thanh, một loạt quan chức trong ngành dầu khí, trong Bộ Công Thương lộ diện. Người giữ vị trí cao nhất trong vụ này là Ủy viên Bộ Chính trị, lúc đó đương nhiệm Đinh La Thăng. Trong hai khóa vừa qua, lò chống tham nhũng luôn đỏ lửa và đem đến niềm tin, hy vọng về một cuộc chỉnh đốn thành công. Tổng Bí thư cho biết tới đây, Trung ương sẽ tổng kết 10 năm chống tham nhũng, đó là cột mốc để đánh giá, rút ra bài học để chúng ta đi tiếp. Hành trình chống tham nhũng. Có thể thấy những năm tháng Đảng phát động chống tham nhũng là cả chặng đường chông gai, từ Nghị quyết 6 lần 2 ngày 2 tháng 2 năm 1999 về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Đảng đã chỉ rõ tình trạng tham nhũng, quan liêu lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Trước đó, Đảng đã xác định 4 nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, trong đó có nguy cơ tham nhũng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, mãi đến đại hội nhiệm kỳ 12, chúng ta mới đẩy mạnh công tác chống tham nhũng lên một bước mới. Bước ngoặt của cuộc đấu tranh này, hay cụ thể hơn là phát súng đầu, chính là trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh. Từ ông Thanh, một loạt quan chức trong ngành dầu khí, trong Bộ Công Thương lộ diện. Người giữ vị trí cao nhất trong vụ này là Ủy viên Bộ Chính trị, lúc đó đương nhiệm Đinh La Thăng.
trong hai khóa vừa qua, lo chống tham nhũng luôn đỏ lửa và đem đến niềm tin hy vọng về một công cuộc chỉnh đốn thành công. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nói về việc ông Đặng Anh Quân liên quan vụ án Nguyễn Phương Hằng không dung dưỡng hành động trái luật. Kính thưa quý vị, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chờ kết luận của cơ quan chức năng đối với giảng viên của trường là ông Đặng Anh Quân, đồng thời tinh thần của trường là không dung dưỡng hành động trái pháp luật. Hôm qua 26 tháng 6, Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, giảng viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, được cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc để làm rõ có hay không vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Liên quan đến sự việc trên, trong khi ông Đặng Anh Quân đang là giảng viên của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải, quyền hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nhà trường hiện vẫn đang theo sát sự việc này. Đồng thời tinh thần của nhà trường là không dung dưỡng cho những hành động trái pháp luật. Sự việc liên quan đến ông Đặng Anh Quân đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Vì vậy, nhà trường sẽ chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Khi có kết quả xác minh của cơ quan chức năng, nhà trường sẽ có các biện pháp xử lý tiếp theo căn cứ vào quy định pháp luật. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hoàng Hải chia sẻ. Theo diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng, trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, trên các trang Facebook cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng thông báo sẽ tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp với sự tham gia của nhiều khách mời, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim. Từ đó, tại các buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân tham gia với vai trò cố vấn pháp lý của bà Hằng. Vì vậy, theo các đơn tố cáo tố giác tội phạm, đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, nhiều cá nhân tố giác đề nghị khởi tố tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng về các hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, vu khống, làm nhục người khác. Cụ thể, đơn của nữ ca sĩ Vi Oanh thể hiện, trong các buổi livestream tham gia cùng bà Hằng, ông Quân không chia sẻ nhiều về các quan điểm pháp lý hoặc nếu có cũng chỉ là những suy diễn dựa trên những thông tin chưa được xác thực, kiểm chứng mà bà Hằng đưa ra. Phần lớn thời gian ông Quân tham gia cùng bà Hằng để phụ họa, tạo điều kiện thuận lợi về mặt tinh thần cũng như giúp sức, củng cố cho quan điểm sai trái của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Quân đã dùng những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt nhằm vu khống, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của tôi. Đơn tố cáo của ca sĩ Vi Oanh đề cập. Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Hàn Ni cũng có đơn tố giác đề nghị khởi tố ông Đặng Anh Quân.